Hello, hôm nay là sáng thứ Bảy, 11 tây tháng 1, 2020. Hiện tại giờ của địa phương là 8 giờ 45 sáng. Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng mình sẽ rời khỏi nơi đây. Cho nên, như lúc trước thì cứ mỗi nơi mình đến rồi mình đi, mình sẽ làm lại cái video clip để ghi lại một chút hình ảnh đẹp. Dạ. Bầu trời buổi sáng nó rất là trong trong xanh ha, và nó dịu, cho nên mình quay hình hay là chụp hình nó đẹp đẹp hơn là buổi trưa. Yeah. Vừa đọc cái tin của Facebook của chú Hoàng Ngọc Diêu mới cho hay là thật ra cái tin mà người Việt Michael Trương 36 tuổi bị tội phóng hỏa cháy gần ở Úc đó, đó là tin vịt nha anh chị em, do báo Daily Mail của UK hay là The Sun gì đó, họ thường đưa những cái tin vịt như vậy và mình có share lên cái tường nhà đó. Dạ, tại vì hôm qua làm cái livestream lúc mà mặt trời lặn, cái này lưới thôi đi chài về ha. Thôi đi chài về. Tại vì hôm qua làm cái livestream mặt trời lặn á, thì có người bạn cũng hỏi về vấn đề đó đó. Yeah. Cho nên mình bây giờ có tin tức mới thì mình cũng muốn xác nhận lại là cái đó là những cái tin tức mình cũng chỉ coi trên mạng, mình thấy như vậy thôi, chứ mình chưa có xác thực đúng hay sai. Bây giờ có người đã xác thực là đó là sai, cho nên mình cũng cảm ơn chú. Còn gì không nữa ạ? Cái này họ sửa lại hả? Họ sửa lên một cái hình khác hả? Yeah. Cái này là ngoài biển, cát ngoài biển đó anh chị em. Họ lúc trước là họ xây một cái hình tượng hình con gì đó, bây giờ họ đập ra. Yeah, họ xóa ra để họ làm lại cái con mới. Ok. Yeah. Tin thứ hai là tin đau buồn của Đồng Tâm. Tin đau buồn của Đồng Tâm hình như là ba đời trong gia đình Ngọc Lục cũng chưa có xác nhận, không biết là cái người cháu đó, cái người cháu 3 tháng đó thật sự đã qua đời hay là vẫn còn cứu được. Nhưng mà tin xác nhận thì cụ Lê Đình Kình và con Lê Đình Chức đã thật sự qua đời, hy sinh vì giữ đất chống lại cái nhà tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Anh chị em thấy đời sống của người dân nó cơ cực như thế nào ha, chỉ vì muốn giữ miếng đất của mình sinh sống mà phải chiến đấu với một cái bọn tà quyền vũ khí, bao nhiêu là quân lực. Ra chỗ này đẹp quá, bao nhiêu là quân lực, xe tăng, lựu đạn. Hình như là cụ Lê Đình Kình bị quăng lựu đạn rồi ông cụ ta bị chết ở ngay tầng 2 ở trên trong nhà, rồi bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt đi một nơi khác, sau đó họ mới coi như là mình kêu là làm chứng cứ giả đó, là ông ta chết ở một nơi khác, nhưng mà thật sự là ông ta chết ở ở tầng 2 ở cái nơi Đồng Tâm đó, nơi đất mà ông ta giữ đó anh chị em, là bị cái bọn xâm lăng, nội xâm của Đảng Cộng sản Việt Nam bắn lựu đạn vào nơi mà ông ta cố giữ đất, hình như là khoảng 60 hả, 67 hay 60 hecta gì phải. Ngọc Lục quay ra đây cho anh chị em thấy cảnh biển nha. Dạ. Bữa nay đỡ rồi, bữa nay đỡ cái tiếng khào khào rồi. Đó là hai cái tin sơ sơ thì mình thấy được ở trên mạng truyền thông Facebook từ tối đêm qua cho tới đêm nay. Yeah. Không biết còn tin gì nữa không, để Ngọc Lục chia sẻ luôn và ghi lại một vài hình ảnh ở nơi đây. Buổi sáng bà con chưa có ra, còn vắng lắm. Yeah, còn vắng lắm, chỉ có mấy người làm thôi à. À, bên đây cũng có vài người đang bơi. Ok, nếu như mà không có còn tin gì nữa hết thì mình sẽ định đi giáp luôn một cái con đường này, nhưng mà chắc dài lắm, cho nên mình đi mình ngược quẹo ngược lại. Hôm nay mấy đứa trẻ đang bơi rồi, sáng sớm rồi đang bơi rồi.
cho nên mình đi ngược lại. Cái giọng cái gắt cái cổ khó chịu quá. Ok, mấy ngày nay thời tiết ở đây có gít gít thì có, nhưng mà không đến nỗi nóng lắm. Dạ, nhưng mà tại vì cái miền Á Châu đó mà, ngay cả Việt Nam cũng vậy, vừa nóng mà vừa gít, làm cho người mình nó rất là bực bội. Dạ, không phải gì, không biết có phải gì vậy mà đa số những người Việt Nam sống họ lúc nào cũng bực bội hay không. Nhiều khi thời tiết nó làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình đó. Dạ, mình sống ở nơi hiền hòa thì có lẽ là mình sẽ dễ chịu hơn. Dạ, tinh thần mình dễ chịu hơn thì cái hành động của mình nó sẽ tương đối là cân bằng. Còn như mà mình tinh thần mình bức rứt, mình khó chịu, hay là thời tiết nó làm mình oi bức, mình cũng sẽ rất là gắt gỏng với mọi người ha. Dạ, thích cái hàng dừa này quá, ước gì nhà mình cũng có hàng dừa như vậy. Khi mà mình trở lại coi như là mình kêu là everyday routine á, những cái ngày thời phát biểu hàng ngày á, thì đâu có giờ mà đi bộ sáng như thế này, cho nên quý lắm. Sở dĩ Ngọc Lục không có làm cái livestream là lý do làm ngắn quá rồi anh chị em vừa vào thì mình lại chia tay, cái mình bức rứt trong lòng á mà. Dạ, thôi mình cứ làm video clip. Nhưng mà có một cái này mình muốn chia sẻ là mỗi khi làm cái video clip mà mình có share lên, mình để lên Facebook á, thì anh chị em không có coi, dạ ít coi lắm, có nghĩa là họ chỉ thích coi live bên Facebook thôi, chứ không có thích coi bên YouTube nhiều, hay là video clip để lên. Dạ, nhưng mà không sao, mục đích của mình là muốn ghi lại một chút kỷ niệm và có một cái tin tức gì đó để nói trong cái video clip này. Alright, xin mến chào và xin gặp lại. Bye bye.